Hội thao năm 2023 vừa được Hội Nông dân thành phố Bà Rịa tổ chức. Tham gia hội thao có hơn 100 vận động viên là hội viên nông dân đến từ 5 hội cơ sở trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Trên tinh thần trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, tại Hội thao Nông dân thành phố Bà Rịa năm 2023, các vận động viên đã tranh tài sôi nổi ở 3 môn thi đấu, gồm kéo co đồng đội nam, nữ, nhảy bao bố, đẩy gậy nam hạng cân dưới 60kg và trên 65kg. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao. Đây là dịp cho cán bộ, hội viên nông dân thành phố Bà Rịa giao lưu, tiếp tục phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ lao động, sản xuất.